Xin chào các bạn, mình là Sudan đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Chores. Trong game này mình bị mẹ vứt hết đồ đạc trong phòng đi và bắt mình phải làm việc nhà. Làm được càng nhiều, mẹ sẽ cho mình càng nhiều tiền để mình tự mua lại đồ trong nhà. Trời ơi, không hiểu sao việc nhà đâu ra mà lắm thế. Mình làm mãi mà không hết. Vậy mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và sẽ mua được đồ gì trong phòng riêng? Hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái game này chính là nói về cái tuổi thơ trước đây của mình, và chắc chắn là sẽ là của rất nhiều bạn đang xem video này. Phải làm việc nhà. Đây. Mẹ ơi, phòng của con sao giờ chỉ còn có 4 bức tường? Đồ đạc con đâu hết rồi? Làm việc nhà đi, tự kiếm tiền để mua đi, sẵn sàng chưa? Vâng các bạn ạ, thật ra nó cũng không đến mức độ quá như thế này. Phòng mình vẫn còn đồ, nhưng mà mình phải làm việc nhà các bạn ạ. Mẹ mình bắt mình làm rất nhiều việc nhà luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình làm việc nhà như thế nào. Đầu tiên, trà bồn cầu. Rồi, rồi ôi. Cái này bồn cầu này là bồn cầu của nhà hàng xóm chứ không phải nhà mình nhá. Không bao giờ nhà mình để bẩn như này hết các bạn ạ. Rồi, 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 thôi. Lỡ cũng phải vào thôi. Rồi, trà nó ui. Ui. Trời ơi, trà ở đâu mà nó sạch đến đấy kìa. Ui. Ui. Đây. Cái tiếng nó thật sự nó real vãi chưởng ạ. Rồi xong rồi này, giờ trà xuống dưới này. Rồi ôi, các bạn ạ, các bạn phải đừng như mình nhá, luôn giữ cho bồn cầu nhà sạch sẽ, các bạn đừng để như mình bẩn như này rồi mới đi trà. Rồi là xong phần phần dưới này. Rồi đến bây giờ đến phần trên này, cái phần mà bệ ngồi này. Cái này thì thật sự là mình không có dùng mấy đâu nhá. Cái này là mình chỉ là đi nặng mới dùng thôi, chứ đi nhẹ mình chả bao giờ mình dùng cái này cả. Rồi rồi rồi, ui 96% mà không. Mình muốn rửa sạch đó, 100% mình mới thỏa mãn các bạn ạ. Trà bồn cầu xong, bây giờ đi ra lau bếp. Ôi ôi ôi, cái này là bếp phải lau vi sóng à? Ui con nhện này. Ui đi ra mày đi ra. Ui ôi bẩn. Ui ôi ôi. Thật với các bạn ạ, mình không hiểu tại sao là mẹ mình làm cơm làm bếp núc đồ ăn xong mà không chịu mẹ mình lau đi, bắt mình phải tự bắt mình ra lau. Thật cái chất lệ. Tại sao không làm luôn đi, bắt con phải lau. Lau đâu nữa, sạch, thấy không? Các bạn thấy không? Sạch như thế này rồi nha, mà vẫn thiếu. Đấy, nhìn trông sạch chưa? Đấy mà vẫn thiếu, y chang như kiểu hồi xưa mình làm rất sạch rồi. Nhưng mà lúc nào mẹ mình ra mà mình cũng tìm được cái vết bẩn. Đâu? 5% nữa đâu? Hả? 5% bẩn ở đâu nữa? Đấy mình đố các bạn thấy 5% bẩn ở đâu đấy? À đây, bây giờ có 4% này. Ở đây à? Úi trời ơi, không thấy gì luôn ấy. Thế mà cũng ra được. Rồi, tiếp theo sau khi mình đã lau sạch bếp xong, bây giờ mình sẽ phải xếp gọn mấy cái đống tất này vào. Rồi, bây giờ mình sẽ phải xếp từng đôi một này. Đó. Ghép đúng đôi vào nhau. Không biết các bạn có giống mình không? Mình là hay bị kiểu là giặt đồ giặt xong á, tất các thứ là nó tùm lum lên, mà rất là ghét cái chuyện mà phải tách từng đôi ra một thế này luôn ấy. Khó chịu ấy trưởng. Vẫn phải làm thôi. Đây. May quá. Nhà mình ở đây là tất nó tách biệt hoàn toàn luôn đấy. Chứ không biết nhà các bạn có kiểu toàn tất đen không hay là toàn tất trắng không? Đây. Đó, hai chấm bi này, đây đôi hoa này, đôi này chắc của mẹ mình này. Nhưng mà chính ra trò này cũng được ấy. Bây giờ là các bạn cứ kiểu là cầm điện thoại lên chơi xong bắt đầu bố mẹ các bạn hỏi là làm gì đấy? Con đang làm việc nhà. Đúng không? hợp lý. Ok, mình đã làm việc nhà xong và mẹ mình cho mình 1.050 đồng. Tự dưng mình thấy giống như là mình đang là một thằng ô xin, đang là một thằng giúp việc chứ không phải là một đứa con trong nhà đâu các bạn ạ. Mà khổ thế, phận làm con mà giờ sao. Thôi bây giờ có tiền rồi, đi mua đồ sắm sửa nhà cửa đây này. Ôi dàn máy tính này, tivi lại 55.000 đồng. Ôi thôi không. Ôi thế này thì làm việc nhà tới bao giờ mới mua nổi máy tính với tivi mà xem đây các bạn. Ôi ôi, nghèo thế nhở, khổ thế. Thôi, đi làm việc nhà tiếp đi các bạn. Làm việc tiếp đi. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta phải đi đánh giày. Đấy. Đánh giày cho cái này là giày của bố à? Úi xồi, ui, bố ơi, không biết bố đi đâu mà. Úi xồi. Giày bẩn phải chuồng ạ. Trời ơi, quên mất giày là một đôi giày nó phải có 2 chiếc. Rồi, bây giờ như nào đây?
Ui rồi bây giờ đến việc là quần áo các bạn ạ. Trời ơi, ủi quần áo mà đến tay mình ấy chứ. Ui, cái áo này như kiểu nó đang mình đang biến nó từ từ Minecraft mà nó trở thành áo háo ngoài đời các bạn. Vuông vuông này này. Không biết hồi xưa các bạn nào có hay được bố mẹ bắt là phải là ủi quần áo không? Chứ hồi xưa là mình thường là mình không có làm này đâu. Tại vì bố mẹ mình sợ là mình sẽ ủi đồ mà kiểu nó bị cháy ấy. Ví dụ như này này. Đây, mình để cái ba la này. Theo lý thuyết thì chỗ này là phải cháy rồi chứ. Wow. Vâng các bạn ạ, tức là có nghĩa là trong cái thế giới này ấy, là bàn là của mình là bàn là siêu xịn. Mình mà để yên một chỗ ấy, là lâu quá nó sẽ tự động ngắt các bạn ạ. Ồ đấy xịn thế chứ lị. Nhưng mà nha, cái này chỉ là trong game thôi nha các bạn. Ngoài đời này không có làm cái trò đó ở đâu nhá. Cháy áo luôn đấy, hỏng áo nhá. Đừng có để bàn là lâu ở một vị trí trên áo nha. Rồi xong rồi, bây giờ đến lau nhà. Ôi trời ơi, nhà cục nhà đổi. Nhà có cái con cậu vàng này, cậu vàng mà vâng mình biết các bạn ạ. Chó này mình màu trắng nhưng chó đốm nhưng mình thích gọi là cậu vàng, được không? Trời ơi, cậu ơi, cậu ơi là cậu. Cậu bới tung nhà lên này, trời ơi đất cát này. Không biết mình nói thế thôi chứ thật ra ngoài đời mình cũng không có nuôi chó. Mình cũng không biết được là nuôi chó nó có thật sự nó bẩn như này không. Wow! À, mẹ mình giấu cái chìa khóa ở cái chậu cây các bạn ạ. Oh, ê, quả đây là ê, mẹ đi vắng là mình mở tủ lấy tiền đi chơi điện tử. Ê, nói thế nha, nói thế thôi, đùa thôi nhá, không có làm cái đấy đâu nhá, đùa thôi, không có bao giờ làm cho đó đâu nhá. Ê, mình nói thế cho vui thôi. Vâng. Mình đẩy chậu cây với ghế của bố mẹ rơi xuống luôn chứ, ảo vãi. Nào đi ra. Ôi sao nhà nhiều ruồi như mỗi này. Đấy, ok, mình phải lấy vũ khí của mình ra, chỉ là cây đập ruồi. Mày này, mày ui sổ double kill. Hồi bé mình cực kỳ thích cái tiếng ấy luôn ấy. Đấy, tiếng mà kiểu vật mũi mà mình quẹt trúng vào con mũi á, nó tách 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 á. Ôi xong rồi cái mùi các bạn ạ, mặc dù nó bây giờ nghĩ lại hơi tởm nhưng mà cái mùi của mấy cái con này này, nó mà chết á nó bốc mùi ra kiểu mùi cháy cháy ấy. Rồi phê lắm. Rồi ok, đây này nãy các bạn ạ, mình đã tìm một cái chìa khóa, bây giờ phải mở tủ thử, bắt buộc phải mở tủ xem có cái gì trong tủ. Có gì đây? Ui à, vãi chưởng ạ, tủ này là tủ quần áo các bạn ạ, không có tiền đâu nhá. Không có tiền cho mình đâu, chỉ có quần áo cho mình mặc thôi. Đây đây này, bộ trang phục duy nhất mình có thể có được bây giờ là một bộ trang phục là đóng giả Mario. Để quảng cáo. Yes, và như vậy mình đã có được một bộ quần áo mới, là một bộ quần áo của một ông thợ sửa ống nước, 3.900 đồng rồi. Đâu. Yes, mình cũng đã mua được cái ghế rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng đã có một cái ghế để ngồi. Ôi ôi, ấm lòng các bạn ơi. Ôi ôi, cả cái phòng mình đây, các bạn nhìn phòng mình này. Một cái cửa sổ, hai cái cửa, không hiểu sao lại hai cái cửa nữa. À, mỗi cửa ra ngoài, mỗi cửa là vào phòng vệ sinh, đúng rồi. Và chỉ có đúng một cái ghế duy nhất cho mình ngồi. Không thể tin được là mẹ mình có thể làm chuyện đó luôn. Rồi, tiếp tục là về nhà tiếp nào. Rồi, bây giờ là thay bóng đèn. À, cái bóng đèn bàn học của mình. Nhưng mà không, bàn học của mình nhưng mà đang ở ngoài nhé, đang ở ngoài đường. Còn đây là bóng đèn ở trong phòng làm việc của bố. Rồi được rồi, bố mình không chịu thay rồi, mình phải thay bóng đèn cho bố. Rồi gỡ bóng đèn này ra này các bạn nhá, các bạn nào mà các bạn được cũng biết thì mới làm cái này nhá, bởi vì rất là dễ bị giật điện nhá. Này thấy không, người ta phải rút điện ra này. Rồi lắp bóng đèn mới vào này, đó. Rồi bây giờ là cắm thử điện nhá, cắm điện vào xem là có hoạt động chưa. Rồi chuẩn luôn. Rồi bây giờ là ui rồi ôi. Ôi trời ơi các bạn ơi, không, bạn ạ, cũng hiểu là thật sự mình đôi lúc mình suy nghĩ không biết là bố mẹ mình có đẻ ra mình thật hay không, hay là nhặt mình ở bãi rác về đó. Đến mức độ đấy, bắt mình leo lên mái nhà để mà cào tuyết. Nồi ui, ui trời ơi. Làm bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà mà chỉ để là có ít tiền để mua được cái ghế. Khổ thế chứ lị. Ôi tuyết này, ôi cào, ôi đây. Ok, mình sẽ làm theo một cái quy luật đi. Đó, đây này, đó.
mình sẽ đi thật một đường cơ bản các bạn ạ. Đây, nhìn nhảy không? Đây. Một đường cơ bản đi xuống. Đó, đây còn thừa này. Đó, tiếp tục này. Một đường cơ bản. Đó, nó phải chuẩn. Xong giờ đây đi lên này. Đó. Xong xuôi đấy rồi đây, bây giờ mẹ mình đang cho may quá, cho mình pha sinh tố trái cây. Đấy, nước ép trái cây, sinh tố trái cây đây, hình như nước ép đúng không? Đó, pha vào rồi uống đi. Đấy, đi ra ở chỗ cái gì, cái này á. Cái này là quả, quả bơ, ui dồi ôi nhầm, dưa hấu, rồi cho bơ. Rồi, ui dồi ôi, ok, mình bắt đầu thấy cái nước này nó hơi sai sai nha. Nước này cảm giác là nó hơi bị trộn lẫn nhiều thứ nha. Nó thành cái màu nâu nâu rồi đấy, là thấy hơi ghê rồi đấy. Rồi, nước này bơ nhiều thế. Sao bây giờ lại cho quýt này. Cái này là dâu à? Ủa nước gì đây? Sao nhiều bơ thế? Ok, thôi. Con mời bố mẹ con uống cái này đâu nhá. Con sợ lắm rồi. Đúng là con trai của ta. Ôi, 1.200 đồng. Ôi ôi mẹ ơi. Ơi ơi, nghèo quá. Rồi lại thôi được rồi, từ mẹ mình bắt mình đi tắm mà thôi được rồi đi. Để mình mua một cái gì đấy cho nhà đi. Chứ nhìn cái phòng mình nó chán, nó có một cái ghế. Trời ơi, đồ đắt thế, đấy cả giường ngủ này 46.000 tiền ạ. Tôi chắc cho cái đồng hồ đi các bạn ạ. Cho cái đồng hồ để mình biết được rằng ấy là mình đang mắc kẹt trong cái căn phòng này bao lâu rồi. Đây các bạn ạ, đấy mẹ mình bắt mình đi rửa tay. Đây, đồng hồ đây nhá. Đó, rồi, vâng, và như vậy là sau cả một quá trình bao nhiêu hôm mình làm việc nhà, như một thằng oxy trong nhà ấy, đấy. Mình đã mua được cái ghế và cái đồng hồ. Quá giỏi luôn. Một cuộc sống thật là thoải mái khi trong nhà, trong phòng của mình chỉ có một cái ghế và một cái đồng hồ. Ok, thôi các bạn ạ, thôi có lẽ là mình sẽ dừng làm việc nhà tại đây. Và nếu các bạn mà muốn mình tiếp tục làm việc nhà để có thể mà mua được cho tất cả những đồ đạc trong phòng mình á, các bạn hãy bấm like thật nhiều cho video này nhá. Nếu video này được đặt trên 2.000 like, mình sẽ tiếp tục làm việc nhà để mua đồ cho phòng của mình. Ok, nếu các bạn đã xem tới đoạn này rồi thì đây là một video nữa để cho các bạn bấm vào xem. Đúng rồi nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.